báo cáo say quá các bạn. Những cái ngày này thì rượu chè liên miên, tất niên hội nọ hội kia, đủ các thể loại. What? Mà vấn đề là say mà về mà mẹ cái tính của em mà không làm cái cây nào thì nó khó chịu lắm. Đấy, cây mới thì độ tuần nay, độ nửa tháng nay chả có cây mà mới. Đấy. Ui. Thế thì vẫn phải có cái gì để làm thôi. Không có nó là cái bản tính này. Cứ uống rượu vào mà đi ngủ thì phí. Phí rượu, đấy, đi ngủ phí rượu. Mà cây mới thì không có gì. Bây giờ là làm cái cũ, chả đến lúc làm thì cũng làm, tỉa sạch sẽ thì mấy hôm nữa làm chuyến cho nó về quê dưỡng, phôi là phải dưỡng. Dưới này thì cũng điều kiện phân phiếc nó cũng dùng cái phân Nhật nhé, hoặc là phân bonsai em không thích đâu, xanh xì thì cứ táng phân trâu, phân bò, phân lợn là tốt, phơi khô xong rồi hoặc là ủ hai một cũng dài lên trên này. Đấy, thì bây giờ làm cây này. Mời nha. Cây này thì thực tế là em chỉ làm nó sạch sẽ thêm chút thôi. Một cây vẫn là một cây bóng làng và có thể tách ra thành hơi mà, có thể tách một chút là thành ba vai, một cây ba vai trong làng thì hơi siêu hoành. Trực hoành hay trực siêu thì cũng đúng cái này. Với cái tay này nó đang siêu, vừa siêu vừa hoành. Đấy, thì cái tay này nó chưa có thời gian để mà lớn kịp, thực tế nó cũng mạnh. Cái này thì mong muốn nó tay nó to thêm chút nữa để cho nó cân cái cây. Và một số cái mầm rối rắm hoặc dễ ghét linh tinh thì tạm thời là dọn để khoe các bác tí. Nuôi dưỡng thì để về quê. Đấy, mà không làm thì khó chịu lắm. Rồi, bây giờ tỉa thì các bác nha. Tỉa thôi, chả làm được gì nhiều. Cây mới đi quay phim chả đi được. Bác ạ. Bệ biết ghê đấy. Không biết làm đâu. Đừng đùa. Đây. Cắt thì chờ đợi làm gì. Đặt đi thôi. Thôi. Dọn dẹp sạch sẽ. Dễ cám rối rắm. Cám này thực tế là nó nuôi cành tốt nhưng mà chẳng cần thiết, tùy chỗ. Để vài cái.
cây cây này nó hoặc làm cây nó cũng theo cảm xúc, bị lúc đấy các bạn, lúc cảm xúc nó mạnh phải làm bằng được, mặc dù nó chưa tới lúc làm. Còn à, về đích hay không thì lại chuyện khác, tức là cần một cái cây hoàn thiện ấy. Có thể là mình làm này mình lại mất lâu thời gian hơn là mình khi mình chờ đợi một cái tay cành nó đủ để, độ già để đủ độ to để làm ấy đấy. Nhưng có điều mình lại được chơi sớm hơn, mặc dù về đích muộn hơn nhiều thứ. Quên mang ghế. Sạch sẽ thì cảm giác lúc nào nó khác hơn. Đấy, sạch sẽ. Ghép quê với gái phố. Gái quê thì nhiều khi xinh hơn nhưng mà nhìn lại không thích. Ừ là quê quê mùa ăn mặc nó hơi lôi thôi, ví dụ thế. Gái phố thì nhiều đứa nó rất là bình thường nhưng mà biết ăn mặc, biết trang điểm nhìn nó. Cảm giác nó thú vị đúng không các bạn? Ví von tí. Dẻo dài.
Thank you.
Vâng. Xin chào. Sơ bộ sạch sẽ. Sơ bộ là sạch sẽ rồi. À. Tổng thể đây. Bên này cái tay này thì nó có cái dễ này thì nó nhanh to thôi. Sao nó vít nó xuống một chút. Vít nó xuống một chút. Thì cũng như mấy cái bác bán phôi ở trên mạng mà thì phôi thì phải cắt sạch sẽ, người mua người ta mới nhìn thấy được các bác. Chứ mà đang để nuôi thả ung tùm thì có đẹp đến mấy chả nhìn thấy. Thì em cũng muốn khoe các bác thì cắt sớm chút. Cắt sớm chút. Đấy. Cắt sớm chút. Thì một cái cây đây. Cây tổng thể đây. Đây đây, có lẽ mặt này là mặt chính này. Mặt này mặt chính nhá. Mặt này mặt chính. Xanh quê. Này. Từ mép chậu lên nhá. Hơn càng tay một xíu, hoàn thiện chắc độ 30 phân về phần bệ nhá. Bệ bên này, phía bên này rất ổn, rất côn. Phía này đang nuôi thêm chút, nhưng mà bệ biết cũng có đầy đủ. Đang nuôi thêm chút. Tiếp theo lên đến thân nhé. Thân nhé, theo sau mới, sau hoàn thiện thì mấy cái rễ này bỏ đi các bạn. Mấy cái rễ này bỏ đi. Thậm chí tí bỏ luôn được. Đấy, chỉ có thể bỏ luôn được. Nhìn nó cây nó sâu cây. Chứ cái rễ đấy thì em không dùng. Kể cả cái rễ này. Có chăng thì dùng để sau này mượn bệ ở đây thôi. Đấy, thì dùng bệ ở đây sau nó dính vào nhau thì cắt sau. Đấy, còn nóng vội bây giờ thì cắt luôn cũng được, chả sao. Đấy là về... Đấy, còn mặt này thì khá là u cục. Đấy. Cái mặt bên này nhá. Đấy. Nhiều bác cắt cái này đi dựng lên cũng được. Cũng thành cây trực. Đấy. Bên này nhá. Cây tán thì đang làm, cứ làm thiên nhiên lên thôi. Cứ phía xoáy cho nốc lên là đều có. Tán hết sau nó hoàn thiện sẽ tán rất là đều. Chứ không có theo các cụ là 5 tay, 7 tay các thứ gì cả. Đấy. Đúng bác ạ. Mặt à, quay từ trên xuống các bác nhé. Quay từ trên xuống các bác nhìn thấy cái tán nó sẽ dễ hơn. Nhìn thấy em chia tán nó như nào thì sẽ dễ hơn. Đó. Nhìn cái tổng thể của nó là ổn các bác. Cái này thêm thử. Tổng thể nó ổn. Khá là ổn. Một, nói chung là một cái phôi chất lượng các bác. Phôi chất lượng. Đấy thì khuyên các bác là uống rượu say thì làm cây là máu lắm. Mỗi tội là phải cái một cái cây thật to thật gấu cắt nó sướng. Lại chưa cắt mới. Rồi. Thì lại cảm ơn các bác theo dõi nha. Đi nằm thôi. Đi nằm thôi.